Buổi chiều ngày hôm nay thì được anh Hải là đưa về nhà anh Hải chơi. Thì anh Hải là anh thuê nhà ở đây là cách chỗ anh làm là bao nhiêu cây nhỉ? Có 27 cây số. 27 cây. Thế là đây là thuộc vô quận huyện nào anh? Phường Đông Thạnh, quận huyện Hóc Môn. À. Phường Đông Thạnh, huyện Hóc Môn. Thành phố Hồ Chí Minh. Cái mặt bằng đó. Tức là 3 triệu mình mà thuê gần cái chỗ làm mình là không thể thuê được không? Không được đâu. Không được. Vâng. Phải đi các cái vùng xa xa như thế này thì mới có cái giá 3 triệu một tháng. Những căn này mà ở dưới thành phố thuê cũng phải là không dưới 5 triệu. Dạ. 5 7 triệu. Dạ. Mà ở trong đó nha. Nếu mà mặt tiền là cũng mười mấy 20 triệu thôi. Dạ. Anh Hoài thuê căn nhà này là bao nhiêu năm rồi? Mới thuê vài tháng thôi. À. Lúc trước thì ở bên phần đất khu quận 12, phường Hiệp Thành. Qua bên đó ở bên đó thì cái cũng nhiều năm, từ dưới Sài Gòn cái lết dần lên dài lên tới quận 12, bây giờ qua tới huyện Hóc Môn. Yeah. Nhà đang thuê là của địa phận của huyện Hóc Môn. Thế em mới thuê đây được vài tháng. Mới vài tháng thôi. Thế có một năm là cứ di chuyển mấy lần vậy nhỉ? Thì cái chỗ nào hợp lý thì mình lại đến tới thôi. Còn nếu mà mình thuê phòng trọ mà chuyên nghiệp á, chuyên để cho thuê á, thì nó nhỏ bé lắm, nhỏ bé của công nhân ở á. Đúng rồi, không ở gia đình. Có thể ở được lâu, lâu dài nhưng mà có điều cái á, là nó nhỏ lắm, nó rất nhỏ. Nên nếu mà mình thuê như thế này á, được cái là nó rộng rãi, nhưng mà có điều cái á, là thí dụ họ có nhu cầu sử dụng hay là buôn bán hay là cái gì đó thì... Vợ anh Hải đây hả? Vợ anh Hải đây. Thế là anh cứ lơ anh làm cái đó thì lâu không anh, thì anh về hay ngày nào anh cũng về? Thì coi như ngày nào cũng về. À. Thấy được thoải mái cái là coi như mình làm giờ giấc nó cũng ngày làm ngày nghỉ, nhưng mà cái ngày nghỉ ở dưới ở mình làm thêm, tăng thêm á. À. Tăng thêm. Xin chào quý thính giả đang còn theo dõi ở trên kênh Linh Chiến. Vào ngày hôm nay tức là ngày 17 tháng 5 năm 2023 thì kênh Linh Chiến đang có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh và ngồi giao lưu trực tiếp với anh Hải là lính quân báo. Như các cái video trước thì anh Hải cũng có chia sẻ một hai mẩu chuyện ngắn ngắn. Đấy, thì có một số khán giả cũng yêu cầu kênh Linh Chiến là gặp trực tiếp anh Hải. Thì hôm nay thì tôi vào trong này thì nó có hai công việc. Thứ nhất là cùng với các anh cựu chiến binh ở Hải Phòng và Thái Bình là qua thăm chiến trường xưa ở đất nước Campuchia. Và thứ hai thì tôi sẽ làm một cái hồi ký của anh Hải. Thì trong những cái câu chuyện chiến trường ca thì nó có nhiều đơn vị. Có nhiều đơn vị thì nó có nhiều cái nhiệm vụ nó khác nhau. Đấy, mỗi đơn vị nó có cái cách hoạt động nó đặc trưng nó khác nhau trên cái chiến trường Campuchia trong cái thời kỳ các anh. Thì như anh Hải, quý vị và các bạn đã biết rồi, anh đi qua là hai cuộc chiến nhỉ. Yeah. Anh có tham gia cả chiến tranh chống Mỹ đó và chiến trường ca đánh quân Pol Pot. Thì vào năm 1979 đó thì theo cái yêu cầu của Đảng Cách mạng Campuchia thì yêu cầu là quân tình nguyện Việt Nam là sang cứu giúp nhân dân Campuchia là thoát khỏi cái nạn diệt chủng. Thì lúc đó thì Việt Nam mới đưa quân đội sang để đánh đổ cái nạn diệt chủng của Pol Pot. Đấy, thì hôm nay cũng xin được anh Hải là tâm sự và kể lại những cái năm tháng mà cuộc đời lính anh đã trải qua, đặc biệt anh là một người lính quân báo. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe những cái câu chuyện mà anh Hải sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn. Tôi xin chào quý khán giả và anh em cựu chiến binh trong kênh Lính Chiến. Tôi tên Hải, họ tên đầy đủ là Huỳnh Thanh Hải. Huỳnh Thanh Hải. Huỳnh Thanh Hải. Tôi sinh ra và lớn lên trên cái thành phố Nam Nam Binh đó, thành phố Nam Giang á, của đất Campuchia. Ngoại tôi sinh trên đó rồi mới sinh mẹ tôi rồi sinh tôi luôn đó, nên tôi không có quê hương ở Việt Nam.
lúc còn nhỏ thì tôi đi học một cái trường hữu nghị của cách mạng mình dựng lên, sau này tôi mới biết cái trường đó là của cách mạng ha. Rồi tôi học ở đó đến khi lật đổ ông Si Núc á, ông Vui Si Núc á, là tôi mới ngưng học. Họ cấm, họ không cho học chữ Việt Nam nữa, nên tôi học chỉ có chương trình Pháp và Campuchia, nên tiếng Việt tôi học cũng không được bao nhiêu. Những năm tháng, những cái ngày mà chính quyền Lon Nol Sirithmatut lật đổ ông Vua Sihanouk thì gia đình tôi còn trụ lại, còn sống sót trên thành phố Phnom Penh. Đó là nguyên nhân, là gia đình tôi á, là họ gọi là có cái từ là vô dân miên á, là có nghĩa là giấy khai sanh của tôi là Campuchia luôn. Đó. Nói chung là toàn bộ trong gia đình sinh hoạt như người Campuchia vậy á. Tôi ở thành phố Phnom Penh, ở tại cái xóm chợ Cây Gòn, tiếng Campuchia gọi là Sa Dam Co, ở đường Mao Trạch Đông. Đó. Nên từ cái chỗ mà gia đình tôi mà sinh hoạt sống như người Campuchia vậy đó, nên mới thoát được cái nạn mà cắp dùn, chứ không phải diệt chủng, cắp dùn. Cái tin từ cắp dùn mà có từ lúc mà lật đổ ông Vua Sihanouk đó, chứ không phải diệt chủng là cái thời Pol Pot đó. Nhưng từ cắp dùn đó, là lúc đó họ giết người Việt Nam cũng tương đối đó, rồi một số họ đưa về cái trại tập trung ở trong thành phố Phnom Penh đó. Rồi sau này mới chính quyền của Ngụy Sài Gòn á, bên Thiệu Kỳ ở dưới Sài Gòn à, mới lên đón về đó. Những người đó đón về năm 7, lúc đó năm 76-69 gì đó, đại khái gì đó. Tôi còn nhớ cái hôm mà tôi đi với ông ngoại tôi, đi từ ở dưới Tạc Mau của Campuchia á, nó ngoại ô, một cái vùng ngoại ô mà thuộc của thành phố. Trên đường về á, thấy họ chặn đường không đi ngang cái đường Monibong á. Cái đường Monibong là cái đường từ cầu Sài Gòn, mà mình gọi là cầu Sài Gòn á, cầu Monibong á, từ miền Nam lên á, hướng Xoài Riêng á, là họ chặn đường đó, nên phải đi vòng. Nhưng mà đi ngang cái ngã tư đó, nhìn thấy họ lôi cái xe, rồi cờ xí, nói chung là của tòa đại sứ Mặt trận Giải phóng miền Nam á, họ lôi ra giữa đường, họ đốt cháy phừng phừng, tôi thấy rõ lắm đó. Xong vào năm 69 gần 70 gì đó, là có hôm đó là cũng gần 4-5 giờ sáng á, nghe tiếng nổ dữ lắm. Mà trước khi nghe tiếng nổ á, là tôi nghe ông ngoại tôi, ông nói lát nữa con mà có nghe tiếng nổ á thì con cứ bình tĩnh, không có sao á, anh em mình đánh sân bay Pô Trinh Tông á. Thì một lát sau thì nghe tiếng nổ thiệt, thì được gia đình trấn an trước rồi, nên cũng không có gì. Từ cái sân bay Pô Trinh Tông mà nó về trung tâm thủ đô nhà tôi á, cũng khoảng 7 cây số. Rồi sau cái đợt mà đánh sân bay Pô Trinh Tông rồi á, là gia đình tôi á, mới đưa tôi đi vào chiến khu. Cái bữa đó là ngày 14 tháng 4 năm 1970, đưa tôi về chỗ cái khu mà mình hay gọi là cầu sập, cầu chui qua đó. Cái địa danh đó là cây số 6. Đó là một cái gia đình của một ông tổ trưởng tổ điệp báo. Lúc đó tôi không có biết, gia đình nó đưa đi học thôi. Đến nó ngủ một đêm, tôi ngủ đêm cuối cùng với ông ngoại tôi. Rồi ngủ một đêm, cái sáng bắt đầu mới có một cô là sau này tôi biết là cô đó là cách mạng, cô đó hay đến nhà tôi thường xuyên lắm đó. Rồi cô đó mới dắt đi, cô đó là cô Tám Ngà, hiện tại cô đó giờ còn sống ở trên Bình Triệu á,
trên chỗ trong chỗ gần nhà thờ Fatima á. Hôm rồi tôi có lên gặp cô đó, tôi hỏi số thông tin, cô đó mới dắt tôi đi, nhận trực tiếp từ gia đình tôi mang tôi đi. Là tôi cũng không biết đi đâu, nghe gia đình nói chỉ có đi học thôi đó. Rồi đưa tôi vô chiến khu, đi tới chiều, đi tới chiều cái vô tới một cái vùng, cái vùng đó cũng xa, vô tới vùng đó là tôi mới gặp ba người nữa là anh Minh nè, anh nói sau này nghe nó phục viên về Tây Ninh đó, với một cô nữa hình như tổ trưởng của cái toán mà đi đón tôi á, là cô Năm Hên, sau này cô đó phục viên á là về miền Tây đó. Cái xong mới vô tới đó, cái cô mà dắt tôi đi á mới thay đồ bà ba đen, đội nón sáu muối, rồi nón tai bèo, giờ hồi xưa người ta gọi là nón sáu muối. Cái mới khoác súng ống này vô, cái tôi mới nhìn, tôi ngạc nhiên lắm. Thì tôi thấy những cái hình ảnh của London đó, nó vẽ ở thành phố Phnom Penh á, là hình ảnh Việt Cộng giống vậy á, cũng mang mặc đồ đen, mang dép râu giống vậy nè đó, mang dép râu đó. Là tôi nói sao lính này không giống lính mình. Lính mình có nghĩa là hồi đó là lính mặc đồ bông, lính ngụy London á đó. Đó. Tôi nói để Việt Cộng. Cái bây giờ cái toán anh em đó mới đưa tôi đi một đoạn trên đường sông, xong bắt đầu mới đến một cái gia đình nữa. Sau tôi mới biết gia đình đó, gia đình cơ sở ở vùng ven của mình đó, mới nhận 4 chiếc xe đạp. Tôi lần đầu tiên tôi đạp xe đạp ở trong vùng quê đó. Tôi cái vốn cũng đã biết đạp xe đạp rồi, nhưng mà bữa đó đạp đi ban đêm, đi về cứ đi đường phun sóc thôi đó. Cái khu đó là tôi còn nhớ là khu rừng cao su Trầm Ca Hành Đôn, Trầm Ca Hành Đôn, tiếng Campuchia gọi Trầm Ca Hành Đôn. Đi tới khuya mới về tới đơn vị. Về đơn vị cái sáng cái mấy anh mấy chú rồi thức dậy hết. Cái cô Tám cũng mới giới thiệu từng người để cho tôi thưa đó. Đó. Cái một đơn vị đó là một gọi là một cái cụm. Cái biên chế của cái cụm điệp báo khoảng chừng một trung đội cứng là khoảng ba mấy người. Có một ông cụm trưởng đó, ông đó là ông Hoàng Tươi á, là thủ trưởng đầu tiên của tôi á, và một ông chính trị viên và y tá, rồi cơ cấu này kia cũng đầy đủ đó. Rồi tôi sống ở đó, cái vùng đó, cái địa danh ở đó là Spư, Trầm Ca Lơ có nghĩa cái rẫy ở trên đó. Cái vùng đó trái cây nhiều lắm đó. Các cán bộ ở trên rờ á, trên rờ là hay xuống đó nghỉ dưỡng, ăn dưỡng ở cái đơn vị tôi, cụm điệp báo A25. Cái phiên hiệu đơn vị tôi là lúc đó là phiên hiệu đơn vị A25 đó, trực thuộc của G22. À, những anh em nào ở G22, đoàn 22 là sẽ biết ở G22. Lúc đó là bác Ba Trần là thủ trưởng, cấp trên của thủ trưởng mình nữa đó. Lúc đó có bác, tôi còn nhớ có bác Tâm Mỹ là chính quỹ của G22 về ăn dưỡng tại A25 của đơn vị tôi. À, lúc đó vô đó là cái, tôi còn nhỏ lắm, là mấy chú mấy bác chỉ cách tôi là nấu nước pha trà cho mấy chú mấy bác đó. Rồi đi thơ gần, ví dụ đi thơ qua cái tổ thông tin báo vụ á, cách đó khoảng chừng 400-500 mét á, là đi thơ là có nghĩa đi bức điện. Sau khi thủ trưởng viết cái bức điện đó xong, tôi có trách nhiệm, tôi cầm cái bức điện đó, tôi qua cái bên bộ phận thông tin. Bộ phận thông tin gồm có một đồng chí cơ yếu để dịch mật mã, và một tổ báo vụ để phát tin đi. Thì sau này tôi cũng là được làm quay viên cho cái tổ thông tin đó.
thường thường hay đi ban ngày lắm, đi ổng không chưa dám bố trí cho đi ban đêm. Tôi nhớ có một lần tối bảy mấy tám giờ gì đó, cái bác Tư Tươi là thủ trưởng tôi, ông Hoàng Tươi á, ông mới nói con chuẩn bị súng ổng đi công tác. Tôi mới ngạc nhiên, nó đi công tác thì trời. Thế tôi thấy con đi với ai nữa, con đi mình con, là lúc của tôi tái mặt à. Thật ra lúc đó tôi còn nhỏ thì tôi chưa biết sợ địch là sao đâu, nhưng mà chỉ sợ ma thôi, chỉ sợ ma thôi. Cái tôi ông thấy tôi chập chờn, nó làm giải phóng quân là bất cứ lúc nào giờ nào á là cũng phải đi công tác được đó. Bây giờ bữa nay bác Tư bố trí con để tập đi dần dần tiếp xúc với cái băng đêm của khu này. Nói chung là đóng quân trong cái phum chiến tranh mà phum người ta bỏ đi nhiều lắm, chỉ có bộ đội đóng thôi, lai rai xa xa có một cái đơn vị đóng. Mà tôi chuẩn bị súng ống xong, cái đầu mới tôi cầm theo cái đèn pin đó, cái mới đưa bức thư tôi bỏ trong túi xong tôi đi. Tôi vừa ra khỏi đơn vị khoảng chừng đâu 10-15 mét à, tôi mở súng khóa an toàn, lúc đó cấp cho tôi cây súng cạc pin đó. Súng cạc pin gì, tôi còn nhỏ mà, súng cạc pin nó nhẹ, súng cạc pin của Mỹ M1 á, chứ không phải M2 bắn lao thanh. Mà tôi đi, tôi nói tôi bầm cái súng mà tôi cặp cái đèn pin cho tôi đi nè. Tôi nói tôi đi mà hai bên đường á, hai bên đường cái đường mòn nhỏ xíu à, mà đốm đốm á, nó phát mình đi qua khỏi cái nó, cái chất linh tinh nó có ánh sáng mà nó phát lên đó, đốm đốm nữa, rồi tiếng mới cứu cứu đêm mới nó kêu. Rồi tôi nói tôi sợ tái người luôn, tay tôi đút vô vòng cò mà tay tôi bầm súng. Thật chất là tôi không có sợ địch mà tôi sợ ma. Thật chất là sợ ma, chứ dùng đó là địch gì, làm gì có địch, dùng giải phóng an toàn tuyệt đối luôn. Hồi đó đi qua thông tin khoảng chừng 400-500 mét thôi, tôi nói tôi đi mà mồ hôi tôi nó đổ ướt áo luôn, căng thẳng như lắm. Tôi qua tới bộ phận thông tin xong rồi tôi đưa bức điện cho bên chú đệ, chú đó bây giờ ở Vinh á, còn sống ở Vinh á. Chú đệ là cơ yếu, thường thường điện phải đưa trực tiếp tận tay cho cái đồng chí cơ yếu, chứ không có đưa cho ai được, điện mấy điện mật không à. Cái tôi đưa cho ổng xong, cái đầu mấy cái trong cái tổ thông tin á, nói ổng mới giỡn, mới hù tôi, biết tôi sợ ma mà. Cái ổng mới hù, trời ơi này nó gan ta, nãy nó gan. Tụi bay còn nhớ không, cái khu đó lúc mà bom nó thả đó, trời ơi, chết dân chết, phải nó ruột gan treo ngọn cây tùm lum hết trơn. Bằng này nó ma cỏ là dữ lắm, bằng này dám đi. Rồi tôi tháo túi xe đạn ra, tôi tháo để súng xuống, tôi định là coi như giao bức điện xong tôi quay về lại, chứ tôi đâu có ý định tôi ở lại. Vừa nói tôi nghe xong cái tôi bỏ súng ống thì xuống hết, tôi ngủ lại luôn, ngủ lại luôn, không thể nào dám về nữa, không thể nào dám về nữa. Hồi nãy là đã chưa nghe cái gì mà đã sợ rồi, mà bây giờ cái kiểu này bị hù kiểu này nữa là sợ lắm. Ngồi đâu còn gần nửa tiếng hồ á, tôi thấy cái ánh đèn pin ở dưới nhà sàn, ở nhà sàn công viên mà gọi lên cái hỏi nãy đâu rồi. Tôi nghe ông thủ trưởng tôi, ông Hoàng Tươi, ông gọi cái dạ con ở trên này. Cái anh em cười quá trời, nó Hải nó sợ ma quá, nó không dám về, nó không dám về, ngủ đây luôn rồi thủ trưởng. Cái ông lên nó chết rồi, giải phóng quân kiểu này chết rồi, rồi sao đi công tác ban đêm được. Mới thử cái qua đây bây giờ cuối cùng là thủ trưởng phải ổng xách cái K54 với cái đèn pin ra, ổng đón tôi về. Trời thiệt, thì lúc đó tôi cũng biết nhục, nhỏ xíu biết nhục gì, nhưng mà nhiều cái kỳ về ổng nói con phải tập cho quen giao liên, con là giao liên á, giao liên là đi thư. Ổng giải thích giao liên là đi thư từ nơi này qua nơi khác, nhận trực tiếp thư của thủ trưởng đưa đi vậy đó đó. Con giao liên là con phải, mà dùng này dùng giải phóng nữa nó an toàn lắm, mà tập cho con đi, con kiểu này cũng được rồi, phải tập đó. Mình đã đi giải phóng quân là không có sợ bất cứ ai hết đó. Cái từ từ tôi cũng làm quen dần cái riết nó cũng quen đó. Có lần đi chặt cây rừng ở trong rừng, cái anh em hù mà tôi 9-10 giờ sáng á,
mà tôi sợ mà tôi bắn nát cái mộ bia của cái mộ, mấy cái mộ ở trong 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 rừng, không biết mộ của ai tôi không biết đó. Tôi sợ mà tới nơi tôi bắn 5-7 phát AK vô cái mộ bia đó. Sau cái tù trưởng mới nói là tuyệt đối anh em mình đừng có hù nó ra để nó tập cho quen, cái tụi bay cứ nhát nó hoài nó không làm được cái gì chứ đó. Đó là tôi đóng lúc đó đóng trên địa bàn sư, sau này đơn vị mới dời về cái phum đó, phum Swai Phan nằm trên tỉnh Kon Bun Chàm cặp bờ sông Mê Công đó. Cái phum đó là đơn vị tôi đóng lâu lắm, đóng thời gian tương đối lâu, lúc hình như năm 72. Cái nhiệm vụ của cái đơn vị điệp, cái cụm điệp báo á, là không đi đánh giặc, không tìm giặc đánh, mà là hoạt động á, có một bộ phận á, là hoạt động mật, tuyệt mật luôn, cũng như cái có một số cô phải cất nhà riêng ở trong đóng ở đâu cũng vậy, cất nhà riêng, tuyệt đối là không để tiếp xúc với anh em mình, thậm chí có như anh em không biết mặt người đó luôn, lỡ địch nó bắt được á là không có khai đó. Tại vì những anh chị em đó đó đa số là phụ nữ, mấy chị đó đó gọi là giao thông viên đường dài, là đi từ trong vùng giải phóng, cho đó không phải gọi là chiến khu, trong vùng giải phóng đi ra ngoài thành phố Ninh Bình để lấy tài liệu, ra cửa ngõ lấy tài liệu đó, nên tuyệt đối là phải bí mật, đi đâu cũng phải trùm cái khăn này nè. Nhiệm vụ của tôi là được và phải trực tiếp phục vụ những người đó, chỉ có tôi biết mặt thôi đó. Vì thủ trưởng biết rằng gia đình tôi, sau này tôi mới biết gia đình tôi làm việc cho cái phòng điệp báo, cái cụm điệp báo A25 này. Ông thủ trưởng á, nói chung là ông cũng tin tưởng ở cái chỗ á, là gia đình tôi là phục vụ, sau này tôi mới biết thủ trưởng mới giao tôi làm nhiệm vụ của tôi rất nhẹ nhàng, nhưng mà chỉ có mình tôi làm được, không ai làm được, còn nếu không thủ trưởng trực tiếp làm chứ không giao cho người thứ ba. Là tài liệu nằm trong một cái tờ báo Campuchia. Nhiệm vụ của tôi khi mà giao thông viên mang về tới vùng giải phóng, đưa tận tay cho ông thủ trưởng, ông mới dắt tôi, chỉ cách tôi làm có một cái loại mực. Cái đây nói chung là bây giờ là hòa bình rồi, mình mới dám công khai mình kể chuyện vấn đề này thôi, chứ có vấn đề đó tuyệt mật à, đến ngày hôm nay tôi mới kể thôi à, anh em trong vị cũng không biết luôn. Có một cái loại hóa chất đâu ngoài Hà Nội đưa vô, nhiệm vụ của tôi nhúng vô cái hóa chất đó, nó xanh xanh như cồn vậy á, thoa lên tài liệu, thoa lên cái mặt báo, thoa lên để con một chút xíu sau đó, tài liệu nó sẽ hiện lên trên tờ báo. Rồi nhiệm vụ của thủ trưởng tôi là ghi lại toàn bộ cái tài liệu trong tờ báo đó, rồi hủy tờ báo, rồi không làm gì nữa, không làm, không biết đó, viết báo cáo gửi đâu á. Cái ngụy trang thứ hai nữa là cái chai kem để tài liệu trong đó, viết bằng giấy bô lia, viết bằng giấy bô lia. Tại tôi thấy thủ trưởng tôi mỗi lần viết bức điện mà gửi về thành phố Long Binh á, là ông thầm dùng cho cái kiến hiển vi, ông cầm ông coi nè, ông mới viết cái chữ nhỏ xíu, viết trong cái giấy bô lia. Tôi nhớ giấy bô lia cái thời đó, giấy bô lia để quấn thuốc hút á, giấy bô lia hình con thỏ, với cái loại giấy tốt nhất. Nhiệm vụ tôi là làm cái vấn đề đó, thì thủ trưởng mới nghĩ là tôi không thể nào tôi hại gia đình tôi. Cái năm xin nói lại, cái năm mà nó lật đổ ông Sinúc mà thời kỳ cấp dùn á, là toàn bộ các cơ sở của mình lúc có hoạt động trên thành phố Long Binh, thời Sinúc có hoạt động mạnh lắm. Tôi còn nghe gia đình tôi nói chuyện với nhau á, đồng chí này đồng chí nọ, gặp bữa nay gặp đồng chí này đồng chí kia vậy. Tôi đâu có biết đồng chí là gì, sau tôi vô chiến khu tôi mới biết đồng chí là những anh em mà giải phóng quân mà hoạt động ở ngoài, hoạt động mật ở ngoài thành phố Long Binh.